Ba con mình sẽ bay flycam mọi người, đây flycam mình này. Đấy, cái này mình khởi động nhá. Đấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình bay nhá. Ngôi nhà của mình nè. Đấy, ngôi nhà mình mới thuê nhá. Mình thuê nhà này ngay đường quốc lộ luôn. Hôm nay gió to quá nên là mình không dám bay cao lên cho mọi người xem nữa. Đây là phòng khách mọi người nhá. Đây là phòng khách. Phòng khách thì cũng rất là rộng rãi nhiều. Xin chào mọi người nhá. Đây mọi người, hôm nay mình sẽ review. Mình review cái ngôi nhà mình mới thuê từ trên cao này. Ba con mình sẽ bay flycam mọi người, đây flycam mình nha. Đấy, cái này mình khởi động nhá. Đấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình bay nhá. Đây mọi người nhá. Wow, hơi buồn. Bây giờ mình sẽ bay flycam mọi người nhá. Rồi mọi người nhá, bây giờ mình sẽ bay nó lên cao mọi người nhá. Đấy. Hôm nay gió hơi to mọi người ạ. Đây mọi người này. Đấy, ngôi nhà của mình nha. Đấy, ngôi nhà mình mới thuê nhá. Nay gió hơi to mọi người ạ. Đây, đây ngôi nhà mình mới thuê này mọi người này. Đấy, mình nâng độ cao lên tí nhá. Đấy, ba con mình đang đứng ở trên mái nhà này mọi người này. Đấy. Đây mọi người này, đây là xung quanh ngôi nhà mình à. Đấy, đây là đường quốc lộ này. Đấy, đây là đường quốc lộ luôn này. Đây mọi người, đấy nhà mình ngay đường quốc lộ. Đấy mọi người thấy không? Mình quay một vòng cho mọi người xem nhá. Bây giờ mình bay một vòng mọi người xem này. Đấy, trời hôm nay nó hơi âm u, nó không được đẹp lắm mọi người. Đấy, mọi người ở đường xa là Vịnh Hạ Long đó mọi người ạ. Hôm nay gió to nên là mình bay không dám bay cao. Bay cao là sợ gió nó tạt, bay mất flycam luôn á. Đấy. Đây, đường quốc lộ này mọi người này. Đấy. Mọi người thấy không? Mình thuê nhà này ngay đường quốc lộ luôn. Hôm nay gió to quá nên là mình không dám bay cao lên cho mọi người xem nữa. Gió quá to luôn mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, đường quốc lộ mọi người ạ. Đấy, đường quốc lộ 18 ấy, nhà mình gần đường quốc lộ luôn. Đây mình quay xung quanh cái khu mình sống cho mọi người xem này. Đấy. Cái này mình lại bay vào cái vị trí nhà mình nhá. Xong rồi mình sẽ đi review ngôi nhà mọi người xem nhá. Đấy. Đây hai ba con mình đang đứng này. Đấy. Đấy mọi người, mình đang hạ tốc độ cao này. Đấy. Hôm nay gió to quá mọi người. Hôm nay bay nhưng mà gió nó to quá. Đấy, mình đang tiến sát vào này. Đây là con mình đang quay này. Đấy. Đấy mọi người thấy à? Đấy. Đấy mọi người nhá. Đấy. Đấy, mọi người thấy không? Đấy mình bay sát luôn mọi người ạ. Đây mình bay sát flycam xuống này. Gió nó to, cái độ kháng gió của nó không tốt lắm nên là nó hơi trao một tí mọi người ạ. Con này hôm mình bay bị rơi cái rồi. Rồi ok mọi người nhá. Đây Hoàng để ba hạ flycam mà. Đấy, mọi người thấy không? Gió nó tạt ghê không? Thank you.
Ui, gió nó to quá mọi người ạ. Này gió to quá. Đấy, mọi người thấy không? Gió nó to mà nó tạt vào đây cam mình đi kinh khủng không? Đấy. Đấy, mình ra hạ cánh nhở. Ui, gió nó tạt kinh quá. Đấy, mọi người thấy không? Hôm nay gió nó to quá. Rồi, ok mọi người nhá. Cái này mình sẽ đi review ngôi nhà của mình cho mọi người xem nhá. Đây là mình đang ở trên sân thượng mọi người ạ. Đấy mọi người, hôm nay mình sẽ review chi tiết cái ngôi nhà mình mới thuê mọi người xem nhá. Đây mọi người xem này. Cái sân này nó rất là rộng rãi mọi người ạ. Đấy, cái sân này mình đỗ ô tô. Sau này mà hết dịch thì mình sẽ làm quán ăn ở đây. Mình sẽ trang trí lại sạch sẽ đẹp đẽ hai bên, rồi ở bên trong nội thất bên trong là mình sẽ làm quán ăn mọi người ạ. Rất là hợp lý luôn vì là quốc lộ ngay ở trước mặt luôn. Còn đây là mọi người, đây là phòng khách mọi người nhé. Đây phòng khách. Phòng khách thì cũng rất là rộng rãi nhưng mà mình chưa mua được bàn. Nên là mình kê tạm cái bàn gỗ này và mấy cái ghế nhựa mọi người ạ. Đây cái này mình vào trong phòng ngủ nhá. Đây mọi người, đây là phòng ngủ của con mình nhá. Đấy, nó cũng rất là rộng rãi luôn. Đấy, rộng rãi. Cái nhà này rất là hợp lý luôn mọi người ạ. Đây mọi người, đây phòng ngủ của vợ chồng mình nhá. Cũng rất là rộng rãi luôn. Đấy, còn cái này là mình sẽ vào khu vực bếp. Đây mọi người, đây là khu vực bếp, bếp nấu nhà mình. Còn đây thì là nhà tắm mọi người ạ. Đấy, đây là nhà tắm. Cái nhà này cũng thiết kế rất là hợp lý luôn. Còn bên này nhà vệ sinh mọi người này. Đấy, còn ngoài này nó là một cái kho đó mọi người nhé. Này, một cái kho này. Để được rất nhiều đồ luôn này. Đấy, cái kho này để rất nhiều đồ luôn này. Mình vẫn để rất nhiều đồ này. Đấy. Ok, cái này mình sẽ lên tầng 2 nhé. Lên tầng 2 cho mọi người cùng xem. Ok mọi người nhé, phần này mình sẽ lên tầng 2. Ở đây nó có một cái gác xếp này mọi người này. Cái nhà này ở phải được 4, 5, 6 người luôn. Đây ở trên này mình thích thì mình vẫn có thể kê được một cái giường này. Còn đây còn một phòng mình cũng chưa sử dụng này. Mình chỉ để đồ này. Đấy, một phòng mình chỉ để đồ thôi, mình chưa sử dụng rồi. Phòng này cũng rộng mà. Còn ngoài này thì là khu vực giặt rũ mọi người. Đây, ngoài này là khu vực giặt phơi. Đây, máy giặt mình cũng để đây luôn. Đấy, trên này cũng có một sân thượng, mình vừa trèo lên đấy mình bay flycam mọi người. Nói chung là với cái giá tiền thuê thì là rất là hợp lý mọi người ạ. Mình thấy là hợp lý, chẳng qua là bây giờ thì nó hơi khó khăn một tí thôi, chứ còn rất là hợp lý. Nếu kinh doanh được thì cực kỳ hợp lý luôn mọi người ạ. Đấy, thì hôm nay mình đã review cho mọi người cái ngôi nhà của mình nhá. Cái ngôi nhà này mình mới chuyển đến, nhưng mà mọi người thấy nó hợp lý không? Cũng rất là rộng rãi phải không mọi người? Nếu mà để một gia đình nhỏ mình sinh sống thì rất là rộng mọi người ạ. Không sử dụng hết được. Nếu mà để một gia đình nhỏ mình thì không thể sử dụng hết được cái căn nhà này. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn cho mình xin một nút like, đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Và nhớ là bật chuông để theo dõi những video mới nhất của Phương. Sau clip này Phương sẽ cho mọi người khám phá một clip tròn để cho mọi người xem là bây giờ Phương còn biết tròn mọi người nhé. Vì gia đình nhiều rắc rối nó bù hết đầu, không biết bây giờ mình còn tròn đâu. Và bây giờ xin chào mọi người nhé.